Rồi, nhập rồi đó. Ống đó cao hơn trong nhà tắm không anh? Anh đang xả lan. Dạ. Anh đang xả lan. Dạ, anh cứ làm đi, anh đang nghe.
Có đầy nhóc rồi kìa, nhiều lắm rồi. Em gáy đi em canh đây cho. Đang rút nhẹ. Đang rút nhẹ nha. Nó rút mạnh hơn rồi đó. Rồi mở trắng dây luôn. Nó bị xiên mà. Mỗi lần rửa chảo phải lấy giấy, lấy vệ sinh lau chảo kỹ mới rửa đó. Rồi muốn nó đổ hết ra ngoài. Đang rút, đang xoáy nhẹ.
ống trắng chặt rồi. Dạ. Mở đặt hết trong ống luôn. Đánh nãy giờ mình chỉ được nửa ống. Rồi thì chưa. Đó, đó. Nè. Đó, nên nãy giờ mình được nửa ống. Mở nó bám hơn nửa ống. Nãy giờ nó phát xuyên qua đó. Dài sâu thâm thẳm luôn đó, hơn nửa ống luôn, mở quá mở. Ăn nước không? Không, ăn nước đi. Đánh cho nó trồi đi chứ. Để dây cam xuống giùm em bên này. Để dây cam xuống xíu giùm em. Thu cái dây cam nó lại. Được không? Lần trước là mấy cái máy kia là làm không có sạch, chứ chỉ có xuyên được một lỗ nhỏ qua thôi chứ không vệ sinh được sạch được không. Lần trước làm cũng 4 năm mấy đó, còn qua đó. Tôi sợ hai thằng chỉ chụp mấy cái đồng hồ rồi. Nằm đây cái cổ co nó bám nguyên cục một cổ co. Nguyện nguồn như là tắm rồi. Ngoài này mặt nha. Đang nguyện nguồn như là tắm á. Đây là đánh á. Đánh rồi. Đánh rồi. Đánh rồi. Chứ đi phút này ra.
rồi xong nhập luôn, nó bả ra nó cho ra nhập luôn. Để nó đi vô lúc là so lại. Rồi, cho quẹo qua này đó. Quẹo qua này nè. Cái tay đó chạy ngược qua đây. Tôi lúc đầu hơi rồi. Nó rút mạnh rồi đó anh. Vô hầm hả anh? Vô hầm á. Vô hầm á. Nè. Đẩy chiếc tới vô xem. Vô hầm đó. Vô hầm á. Ờ.
Không, lúc nào cái ống của mình cũng ngập nước giống vậy hả? Ừ,